Trải qua hàng tỷ năm phát triển, trái đất đã chứng kiến sự xuất hiện, phát triển cực thịnh rồi đi đến diệt vong của nhiều hệ sinh vật, đặc trưng của từng kỷ địa chất. Tuy đã không còn tồn tại từ rất lâu, nhưng thông qua phim ảnh, tài liệu, có không ít loài động vật tiền sử đã trở nên quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là khủng long, voi ma mút, chim đu đu, hổ Tasmania hay hổ răng kiếm. Trong số này, có loài thì bị tuyệt chủng do sự biến đổi của môi trường, do thảm họa tự nhiên, một số khác thì chính con người lại là một tác nhân không nhỏ. Việc các sinh vật chỉ được nhìn thấy qua các kỹ thuật đồ họa, tranh ảnh bỗng dưng xuất hiện giữa thế kỷ 21 có lẽ sẽ khiến không ít chúng ta cảm thấy thực sự phấn khích và mong đợi. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc về ảnh hưởng đến thế giới sống hiện tại? Nếu những kẻ làm chủ trái đất thời tiền sử này quay trở lại, những sinh vật thời tiền sử đã tồn tại trong thế giới khác, môi trường sống và điều kiện mà chúng ta hiện đang rất xa lạ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những mối đe dọa chưa rõ ràng từ mất cân bằng sinh thái đến bệnh tật và viêm nhiễm cùng với sự tiến hóa, với câu hỏi rằng hồi sinh loài đã tuyệt chủng, liệu con người có đang cố đóng vai tạo hóa? Phát hiện sinh vật tiền sử. Những lý do đầu tiên xuất phát từ việc các nhà khảo cổ học phát hiện được xác của các loài động vật thời tiền sử. Trong những năm gần đây, khi hiện tượng nóng lên toàn cầu ngày càng gia tăng, băng ở Bắc Cực bắt đầu tan nhanh chóng, tình trạng này không chỉ đáng lo ngại mà còn là cơ hội quý giá cho các nhà cổ sinh vật học và khảo cổ học. Khi băng ở Bắc Cực tan, họ phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Đúng vậy, đó là xác của các sinh vật thời tiền sử. Sinh vật thời tiền sử luôn là một trong những chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trước đây, chúng ta chỉ có thể dựa vào những hóa thạch và tàn tích của các sinh vật cổ đại để suy ra tình trạng đặc điểm sinh học của chúng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thông qua việc phát hiện xác của các sinh vật thời tiền sử do băng Bắc Cực tan chảy, chúng ta có thể tìm hiểu một cách trực quan hơn những sinh vật cổ đại thực sự có hình dạng trông như thế nào. Xác của những sinh vật thời tiền sử này được bảo quản tốt một cách đáng kinh ngạc, phần lớn nhờ vào nhiệt độ thấp và điều kiện đóng băng ở Bắc Cực. Bằng cách nghiên cứu những xác chết này, các nhà khoa học có thể xác định chính xác giống loài, tuổi và thậm chí cả đặc điểm sinh học của một số cá thể nhất định thông qua phân tích DNA, xác định niên đại bằng carbon phóng xạ và các phương tiện kỹ thuật khác. Một trong những khám phá đáng kinh ngạc nhất là các nhà khoa học đã phát hiện ra xác của một sinh vật có hình dạng rất giống con người hiện đại, được gọi là người sông băng. Khám phá này đã có tác động sâu sắc đến sự hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người. Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng gen của những người cổ đại này rất giống với người hiện đại. Con người hiện đại có thể có nguồn gốc sớm hơn nhiều so với những thông tin trước đây. Phát hiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của giới học thuật và thúc đẩy các nhà nghiên cứu đánh giá lại các lý thuyết về nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện xác của nhiều sinh vật thời tiền sử khác ở vùng băng Bắc Cực như voi ma mút, gấu mặt ngắn. Những phát hiện này cung cấp cho chúng ta những thông tin vô cùng giá trị. Qua nghiên cứu chúng ta có thể hiểu được đặc điểm, tập quán sinh hoạt và môi trường sinh thái của các loài động thực vật cổ xưa thời bấy giờ. Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc khôi phục cảnh quan sinh thái trên trái đất cổ xưa và bảo vệ đa dạng sinh học hiện đại. Và các nhà khoa học đang rất muốn hồi sinh lại chúng thông qua các dự án nghiên cứu kéo dài hàng chục năm. Họ sẽ hiện thực hóa điều đó như thế nào? Trên thực tế, viễn cảnh tưởng chỉ có trong phim này được thực hiện hóa đang đến gần hơn so với suy nghĩ của chúng ta rất nhiều, chính nhờ sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng cần thông báo với bạn một tin buồn rằng, trong tương lai gần mà các sinh vật tiền sử được hồi sinh thì khủng long chính là cái tên vắng bóng. Nguyên nhân xuất phát từ độ bền của các ADN, nhân tố cốt yếu nếu muốn hồi sinh bất kỳ sinh vật nào. Các nhà khoa học cho biết, đoạn mã di truyền này sẽ không đọc được sau thời gian 1,5 triệu năm, trong khi loài khủng long lại bị tuyệt chủng từ cách đây đến 65 triệu năm. Đối với các loài động vật mà đoạn ADN tìm thấy vẫn nằm trong khoảng thời gian còn giá trị sử dụng như hổ răng kiếm hay voi ma mút thì phương pháp để mang chúng trở lại với sự sống được coi là khả thi nhất hiện nay chính là công nghệ chỉnh sửa hệ gen. Nói một cách dễ hiểu, các nhà khoa học sẽ tách lấy ADN từ trong bộ phận cơ thể như da, máu của các động vật này, vốn thường được tìm thấy trong điều kiện bảo quản khá tốt dưới những lớp băng. Phần ADN sau khi tách chiết sẽ được kết hợp với ADN của một họ hàng gần của loài đó mà hiện nay vẫn còn đang tồn tại.
Cũng theo các chuyên gia, cái tên triển vọng nhất cho nhiệm vụ này chính là voi ma mút. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một nhóm voi ma mút nhỏ vẫn còn tồn tại ở thời điểm mà người Ai Cập đã xây dựng kim tự tháp, cụ thể là khoảng 3.600 năm trước. Cũng dựa vào công nghệ gen vừa đề cập ở trên, ADN của voi ma mút sẽ được kết hợp với các loài voi hiện đại như voi châu Á. Từ bộ gen đã được lập trình lại này, chúng ta có thể tạo phôi và sau đó tiến hành biện pháp nhân bản vô tính, tương tự như cách đã thực hiện thành công ở một vài loài động vật. Đương nhiên, vì vật chất di truyền có sự kết hợp của hai loài nên chú voi con sinh ra mới chỉ dừng lại ở một thể lai. Kế đó, công nghệ chỉnh sửa gen này sẽ tiếp tục được thực hiện lặp đi lặp lại trên các thể lai, với mục đích chèn càng nhiều ADN của voi ma mút vào ADN kết hợp này càng tốt. Trải qua nhiều thế hệ, khi ADN của voi hiện đại gần như bị thay thế hết bởi ADN voi ma mút, chúng ta sẽ có được một chú voi ma mút 99,99%. Sau những phân tích trên thì câu hỏi đặt ra là liệu họ có thật sự hồi sinh được loài hay không? Về ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học thì có vẻ như họ có thể chia rẽ 50-50. Có những người tin rằng đó là một mục tiêu theo đuổi xứng đáng, một mục tiêu sẽ dẫn đến các công nghệ bảo tồn mới và nâng cao nhận thức của con người về các loài còn sống để chúng ta có thể bảo vệ chúng tốt hơn. Nhưng lại có một số người tiêu cực hơn, họ tin rằng hồi sinh loài chỉ đơn giản là một màn trình diễn, một mánh khóe truyền thông phi đạo đức. Họ khẳng định các nhà khoa học liên quan đang làm tất cả vì sự chú ý của giới truyền thông và mô tả công việc này là bất khả thi về mặt kỹ thuật. Họ nói rằng tuyệt chủng là mãi mãi và không gì có thể thay đổi được điều đó. Hồi sinh loài nghĩa là chúng ta có thể nói theo ngôn ngữ của người biên tập video này là Ctrl Z lại sự tuyệt chủng, đảo ngược hậu quả đó, nhưng thuật ngữ này gây hiểu lầm, nó thiếu sắc thái và nó thậm chí còn là một vấn đề trong các tài liệu khoa học. Các nhà khoa học chưa thống nhất được hồi sinh loài là gì. Khi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN phát triển các hướng dẫn về việc hồi sinh các loài vào năm 2016, tổ chức này đã đặc biệt lưu ý rằng không có phương pháp hồi sinh loài nào sẽ tạo ra một bản sao chuẩn. Chúng ta không thể hoàn tác sự tuyệt chủng. Trên thực tế, tài liệu hướng dẫn của IUCN thậm chí không sử dụng từ hồi sinh loài trong tiêu đề của nó. Nó được gọi là nguyên tắc hướng dẫn về việc tạo proxy của các loài đã tuyệt chủng vì lợi ích bảo tồn và đề xuất rằng proxy tạm dịch là các loài ủy nhiệm là một cách tốt hơn nhiều để định nghĩa các loài mà chúng ta sẽ hồi sinh. Gần đây cũng có một dự án hồi sinh hổ Tasmania, tuy đây không phải là loài tuyệt chủng ở thời tiên sử, nhưng mình sẽ lấy để làm ví dụ, vì loài này sống khá gần chúng ta. Đây là một dự án được tài trợ đầy đủ của Colossal về hổ Tasmania và voi ma mút lông xoăn đều tuân theo ý tưởng này, ngay cả khi hoạt động marketing của họ nói khác. Công ty và các cộng tác viên sẽ không thể tạo ra một bản sao di truyền chính xác của các loài động vật từng ngao du trên trái đất. Dự án tương tự ở Revive và Restore cũng không làm việc để hồi sinh bồ câu viễn khách. Colossal và nhóm nghiên cứu của mình tại Đại học Melbourne đã cho rằng điều này có thể xảy ra trong khoảng một thập kỷ đối với hổ Tasmania, thậm chí có thể sớm hơn đối với voi ma mút. Những mốc thời gian đó có vẻ lạc quan khá mức với những rào cản kỹ thuật vẫn còn tồn tại, nhưng không phải bất khả thi. Mục tiêu của Colossal là cuối cùng thả những con thú có túi giống hổ Tasmania họ đã tạo ra về đảo Tasmania và những con ma mút lai vào lãnh nguyên Bắc Cực. Các nhà nghiên cứu nói rằng việc này sẽ mang lại lợi ích cho hệ sinh thái và hành tinh, nhưng có rất nhiều câu hỏi cần trả lời trước khi chúng ta đạt được dấu mốc đó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tiếp tục quay lại cuộc nói chuyện ngạo mạn hay hy vọng của Greeley. Trong đó, ông đưa ra cả những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích của việc đưa các loài đã tuyệt chủng trở lại. Vậy những rủi ro tác hại đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Mất cân bằng sinh thái. Các sinh vật thời tiền sử có thể gây ra sự mất cân bằng trong hệ sinh thái hiện đại nếu chúng được giải phóng vào tự nhiên mà không có quản lý. Chúng có thể cạnh tranh với loài hiện có, ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn và môi trường sống của các loài khác. Mất cân bằng sinh thái là một trong những nguy cơ chính khi hồi sinh các sinh vật thời tiền sử. Điều này xuất phát từ việc rằng các sinh vật thời tiền sử thường có các tác động to lớn đối với hệ sinh thái và môi trường xung quanh. Và khi chúng trở lại vào môi trường hiện đại, chúng có thể gây ra những biến đổi không mong muốn trong cơ cấu của hệ sinh thái và chuỗi thức ăn. Chúng ta sẽ có những ví dụ cơ bản về mất cân bằng sinh thái như sau. Đầu tiên là cạnh tranh với loài hiện có.
Sinh vật thời tiền sử thường có kích thước lớn và sức mạnh đáng kể. Điều này có thể khiến chúng trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với các loài động thực vật và động vật khác trong cùng một hệ sinh thái. Điều này có thể gây ra sự áp đảo của sinh vật thời tiền sử và ảnh hưởng đến sự tồn tại của các loài khác. Thứ hai là thay đổi chuỗi thức ăn. Sinh vật thời tiền sử có thể thay đổi cơ cấu chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái bằng cách tác động đến loài mà chúng săn mồi hoặc ăn. Điều này có thể dẫn đến giảm sự đa dạng của loài và ảnh hưởng đến cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái. Thứ ba là thay đổi môi trường sống. Sinh vật thời tiền sử có thể ảnh hưởng đến môi trường sống của hệ sinh thái thông qua việc xây dựng tổ hoặc tạo ra các cấu trúc khác. Điều này có thể gây ra biến đổi không mong muốn trong cảnh quan môi trường và ảnh hưởng đến loài động thực vật và hệ sinh thái khác. Ví dụ cụ thể về mất cân bằng sinh thái có thể bao gồm việc hồi sinh một loại khủng long ưa thích cây ăn thảm. Khi nó trở lại vào môi trường hiện đại, nó có thể gây ra mất cân bằng trong hệ sinh thái bằng cách tiêu diệt quá nhiều cây ăn thảm, dẫn đến giảm số lượng cây này và ảnh hưởng đến loài ăn thảm khác và cảnh quan môi trường tự nhiên. Điều này có thể tạo ra tác động lan truyền và dẫn đến sự thay đổi không mong muốn trong cơ cấu của hệ sinh thái. Do đó, mất cân bằng sinh thái là một trong những vấn đề quan trọng cần được xem xét và quản lý một cách cẩn thận khi xem xét việc hồi sinh các sinh vật thời tiền sử. Không thể thích nghi vì sự tiến hóa. Sinh vật thời tiền sử đã tương thích với môi trường và điều kiện sống của thời đại của chúng. Khi đưa chúng trở lại môi trường hiện đại, chúng có thể không thích nghi được hoặc cần phải trải qua quá trình tiến hóa để tồn tại. Điều này có thể tạo ra nhiều khả năng không mong muốn. Sự tiến hóa là một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi hồi sinh các sinh vật thời tiền sử vì nó liên quan đến khả năng của các loài thích nghi và thay đổi trong môi trường sống của chúng qua hàng triệu năm. Khi các sinh vật thời tiền sử trở lại vào môi trường hiện đại, có thể gặp phải thách thức về khả năng thích nghi do đã có sự thay đổi đáng kể trong môi trường và điều kiện sống. Sinh vật thời tiền sử đã phát triển hình dáng và kích thước phù hợp với môi trường sống của chúng. Khi chúng trở lại vào môi trường hiện đại, hình dạng và kích thước của chúng có thể không phù hợp hoặc không thích nghi tốt, dẫn đến sự không thích nghi với môi trường và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn. Các sinh vật có thể có thói quen hành vi riêng dựa trên môi trường sống của họ. Khi chúng trở lại vào môi trường hiện đại, chúng có thể không hiểu hoặc không thích nghi với cách con người và các loài khác trong hệ sinh thái hiện đại hoạt động. Điều này có thể tạo ra xung đột và tác động không mong muốn. Sự tiến hóa cũng liên quan đến khả năng sinh vật thời tiền sử tương tác với các loài khác trong hệ sinh thái. Khi chúng trở lại vào môi trường hiện đại, chúng có thể cạnh tranh hoặc tạo ra sự cạnh tranh với các loài hiện có, dẫn đến sự cạnh tranh cho thức ăn, không gian sống và tài nguyên. Mối đe dọa đến con người. Trong suốt lịch sử loài người, những cuộc gặp gỡ với các sinh vật thời tiền sử luôn là một chủ đề hấp dẫn. Cuộc đối đầu giữa người cổ đại và các sinh vật thời tiền sử như khủng long, quái thú khổng lồ từ lâu đã trở thành một phần của truyền thuyết và thần thoại. Tuy nhiên, các nhà khoa học ngày nay có nhiều nghi ngờ và tranh cãi về việc liệu các sinh vật thời tiền sử có gây ra mối đe dọa cho con người hay không. Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích chuyên sâu về mức độ đe dọa của các sinh vật thời tiền sử. Thông qua nghiên cứu hóa thạch, tàn tích hóa thạch và động vật sống, họ xác định được những đặc điểm chính như chủng loại, hình dạng cơ thể và thói quen hành vi của sinh vật thời tiền sử. Dựa trên những kết quả nghiên cứu này, các nhà khoa học cho rằng mức độ đe dọa của sinh vật thời tiền sử có thể được chia thành nhiều khía cạnh. Sự khác biệt về kích thước và sức mạnh, một số loại sinh vật thời tiền sử có kích thước khổng lồ và mạnh mẽ, chẳng hạn như khủng long và quái thú khổng lồ. Đối mặt với những sinh vật to lớn và mạnh mẽ này, sức mạnh và vũ khí của con người thường như không đáng kể. Liên quan đến tình trạng này, các nhà khoa học đã bày tỏ những lo ngại nhất định, tin rằng con người có thể gặp khó khăn trong việc chống lại những sinh vật thời tiền sử như vậy. Khả năng thích nghi với môi trường và khả năng sinh sản. Nhiều sinh vật thời tiền sử có khả năng thích nghi và sinh sản cực kỳ cao trong môi trường sống. Khả năng sống sót mạnh mẽ và sinh sản nhanh chóng của khủng long đã khiến chúng trở thành chúa tể của trái đất trong thời đại đó. Các nhà khoa học lo ngại nếu sinh vật thời tiền sử quay trở lại thế giới hiện đại, chúng có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường và sinh sản với số lượng lớn, gây ra tác động rất lớn đến xã hội loài người và hệ sinh thái. Thói quen săn bắt của sinh vật thời tiền sử cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Ở thời tiền sử, sinh vật thời tiền sử chủ yếu ăn thịt và khả năng săn mồi của chúng rất mạnh mẽ. Một khi những sinh vật này quay trở lại thời hiện đại, chúng có thể gây ra mối đe dọa cho con người và các nhóm động vật hiện có, phá vỡ chuỗi thức ăn và cân bằng sinh thái. Các nhà khoa học cũng có một số nghi ngờ về mối đe dọa mà sinh vật thời tiền sử gây ra cho con người. Sự hồi sinh của sinh vật thời tiền sử vượt xa trình độ công nghệ đời thực.
mặc dù các nhà khoa học đã đạt được một số tiến bộ trong công nghệ nhân bản và phục hồi DNA, nhưng việc sinh hồi hoàn toàn các sinh vật thời tiền sử vẫn là một thách thức rất lớn. Mức độ các sinh vật thời tiền sử gây ra mối đe dọa cho con người là một vấn đề được tranh luận sôi nổi. Các nhà khoa học đã phân tích đặc điểm, thói quen, hành vi của các sinh vật thời tiền sử và tin rằng chúng có thể gây ra mối đe dọa cho con người. Tuy nhiên, do trình độ khoa học công nghệ, môi trường và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại nên mối đe dọa này sinh vật thời tiền sử gây ra cho con người là chưa rõ ràng. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên có thái độ hợp lý và thận trọng trước sự tồn tại và các mối đe dọa của sinh vật thời tiền sử, đồng thời đưa ra những nhận định và quyết định hợp lý dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học. Những ý kiến trái chiều. Đầu tiên là nhóm đồng tình. Ủng hộ các dự án trên, các nhà khoa học cho rằng việc hồi sinh là một biện pháp bảo tồn. Giáo sư di truyền học George Church thuộc trường y Đại học Harvard phân tích rằng mục tiêu là điều chỉnh hệ sinh thái hiện nay để thích ứng với những thay đổi của môi trường và đảo ngược những thay đổi đó. Đơn cử, việc hồi sinh và đưa voi ma mút trở lại Bắc Cực có thể duy trì lớp băng vĩnh cửu đang tan nhanh ở khu vực này. Một số chuyên gia khác cho rằng việc hồi sinh những sinh vật mang tính biểu tượng, hấp dẫn có thể thu hút thêm sự ủng hộ đối với việc bảo tồn các loài. Còn theo cây bút khoa học Zimmer, nhiều người cảm thấy thích thú với việc được chứng kiến các nhà khoa học làm sống thiên nhiên và động vật hơn khi hồi sinh các loài vật đã tuyệt chủng thời tiền sử hay các loài tuyệt chủng cách đây không lâu như hổ Tasmania. Thứ hai là nhóm không đồng tình. Những người không đồng tình các dự án hồi sinh động vật thì cho rằng điều quan trọng nhất để thực hiện các kế hoạch này là tiền và thời gian. Một dự án hồi sinh bất kỳ loài thú nào, cho dù to hay nhỏ, cũng có thể tốn tới hàng tỷ đô la với hàng chục năm nghiên cứu. Quan trọng là chẳng ai có thể khẳng định được dự án đó thành công hay không. Thay vì dành một khoản tiền khổng lồ cho việc nghiên cứu hồi sinh, nỗ lực chống tuyệt chủng và hiệu quả hơn nhiều nếu tiền bạc, công sức và thời gian của các nhà khoa học sử dụng để bảo tồn những loài đang đứng trước nguy cơ biến mất. Nói một cách dễ hiểu hơn thì nên tiêu tiền cho động vật sống hơn là động vật đã chết. Ngoài vấn đề thời gian và tiền bạc, nhiều nhà khoa học cũng cho rằng dù được hồi sinh thành công thì những con thú này không hoàn toàn giống như đúng chủng loài đã tồn tại mà là một phiên bản khác với các đặc điểm sinh học vốn có. Việc đưa động vật trở lại một thế giới rất khác so với môi trường trước đó liệu có thích hợp với chúng? Sự xuất hiện của chúng có thể gây hại cho các sinh vật và cả con người đang sống như thế nào? Thậm chí là những lo ngại lớn hơn về đạo đức của việc đóng vai chúa bằng cách thao túng trật tự tự nhiên đều là những vấn đề khiến các nhà khoa học quan tâm. Một ý kiến khác từ CNET. Vấn đề thực sự mà bất kỳ dự án hồi sinh loài nào, kể cả loài vật thời tiền sử hay các loài sinh vật tuyệt chủng thời gian gần đây nên làm trước khi chúng ta ôm một con hổ Tasmania bé nhỏ trong tay là thảo luận chính xác cách thức một dự án như vậy sẽ hoạt động với tất cả các bên liên quan chính, từ công chúng đến các nhà khoa học và ngành công nghiệp khác, cũng như với chính quyền địa phương. Có những câu hỏi cần trả lời trước khi niềm vui hồi sinh một loài tương tự như hổ Tasmania thực sự diễn ra. Những sinh vật này có thể quay trở lại thế giới ở đâu và bằng cách nào? Chúng ta phải biết liệu công chúng có muốn điều đó hay không? Người dân bản địa có ủng hộ lý tưởng này không? Liệu chúng có thể trải qua nỗi khổ như thế nào nếu được đưa trở lại vào thế giới ngày nay? Một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới mà tổ tiên chúng đã rời đi. Ngoài ra, có những rủi ro nào với hệ sinh thái và môi trường? Sau cùng, sự sống của một loài không chỉ là trò chơi cố gắng đóng vai tạo hóa của con người mà nó còn quá nhiều biến số để chúng ta phải hết quan tâm. Những tranh luận từ hai phía đều hợp lý, cho nên câu hỏi liệu có nên hồi sinh động vật đã tuyệt chủng sẽ không được giải đáp cho đến khi loài sinh vật đầu tiên được hồi sinh thành công. Chúng ta chỉ không thể biết trước được sự phân nhánh sẽ ra sao nếu hồi sinh chúng, nhưng có thể khẳng định là một công viên kỷ Jura rất khó có thể thành hiện thực. Qua những phân tích bên trên, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về các dự án mang động vật tuyệt chủng trở lại với thế giới không? Có chăng giới khoa học nên tập trung nguồn lực của mình để tìm cách bảo vệ cũng như phục hồi số lượng của những loài sinh vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở thời điểm hiện tại? Hay họ lại tiếp tục cố gắng đóng vai tạo hóa trong các dự định còn quá xa vời? Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhóm chúng mình trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại!